ta đang đi vào cái bài kinh Pháp Cú thứ ba của Phật Vô Thường. Đêm hôm chúng ta đã có dịp đi vào cái bài kinh này. Tuy nhiên hôm nay tôi nhắc lại vài cái chính yếu của bài kinh này để các vị ghi nhận. Chúng ta có ba đoạn về cái bài kinh Pháp Cú thứ ba này. Bài này nó có cái tên riêng, đó là cái chết đang có mặt ở trong ta. Cái đoạn đầu ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Nguyên một cái đoạn này đã có kỹ chính là chúng ta, đó là cái chết nó đang xua đuổi mình. Cái sinh mạng của bất cứ một cái loài hữu tình nào có mặt trong nhân gian này đều cố duy trì, đều cố đề kháng lại cái chết. Nhưng mà không hề có một cái sinh vật nào có thể đề kháng được, duy trì được cái sự sống cả. Đức Phật có một cái ví dụ rất là hay đáp ứng được cái bài kể như chúng ta vừa đọc. Đức Phật nó ví như một anh tử tù. Anh cố gắng là lôi kéo lại nhưng mà không được, tại vì hai bên nách có hai cái người khổng lồ, họ xốc nách anh ta, họ đưa đến pháp trường. Và cứ mỗi một bước đi của cái tên tử tù là mỗi một bước gần với cái chết. Anh cố gắng trì lại nhưng không được, tại sức của anh bé quá. Mà cái áp lực đẩy anh đi về cái phía hình phạt, cái nơi hành quyết, thì nó lại quá mạnh. Cái lực kéo nó lớn vô cùng, cho nên cái sức của anh không có khả năng đề kháng lại được. Cái tình trạng đó nó giống như cái câu kinh Pháp Cú mà chúng ta vừa học. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Chúng ta tiến phía trước mặt mình, đó là một cái vực thẳm sâu hun hút. Đi về phía đó là rớt xuống vực thẳm. Mình không bao giờ muốn đi về phía đó. Ấy thế mà cái mạng sống của mình nó mòn mỏi dần từng ngày, nó bị xô đẩy từng ngày. Và cuối cùng thì ta phải rớt vào cái vực thẳm của hư vô, của cái chết mà thôi. Đó là cái ý của đoạn thứ nhất mà chúng ta đã có dịp đi ngang qua. Các vị còn nhớ đoạn thứ hai chứ hả? Đoạn thứ hai là trăm ngàn không có một, trai gái dòng họ nào, tài sản nhiều biết bao mà vẫn phải già chết. Cái con đường tử sinh này đó lòng lộng và bến mang, và chưa có một ai có mặt trên nhân gian này dù cho chứng được ngũ thông mà thoát khỏi cái nạn của vô thường cả. Các vị còn nhớ là trong kinh Đức Thế Tôn có một cái ví dụ về chốt chết, có năm cái vị tiên nhân tu đắc ngũ thông, tức là năm loại thần thông. Thần thông thứ nhất là có gọi là thiên nhãn, là có khả năng nhìn không cần viễn vọng kính mà có thể thấy ngàn vạn dãy thiên hà. Mắt của người xưa nó cũng tuyệt vời lắm. Và cái điều này có thiệt chứ không phải là cái chuyện ở trong ngụ ngôn hoặc trong chuyện cổ tích. Các vị biết là cách nay 6.000 năm cái nền văn minh của Nam Mỹ, họ đã nhìn thấy, họ đã đo được cái vòng quay của trái đất là một. Họ biết được cái khoảng cách giữa hành tinh mình và mặt trời là hai. Ngày xưa họ đâu có viễn vọng kính. Hiện tại cái nền văn minh của ta được đẩy lên đến một tầng cao, ta có thể lắng nghe được cái tiếng thì thầm rất là xa của ngàn vạn dãy thiên hà. Thì rõ ràng là ta phải dùng tới một cái hệ thống viễn vọng kính rất là dài, đặt ở cái vùng Mexico, nghĩa là cái vùng trời rất là trong để có thể nhìn ra ngoài không gian được. Thế giới này mà muốn nhìn ra ngoài không gian thì phải mướn viễn vọng kính của Mỹ đặt ở vùng Mexico.
Và người xưa thì được thiên nhãn này họ không cần viễn vọng kính gì cả, họ thấy được ngàn vạn dãy thiên hà. Có điều cái ngôn ngữ trong văn học kinh điển Vệ Đà, trong cái truyền thống văn minh Ấn Độ cổ thì họ không có ghi bằng cái ngôn ngữ khoa học như chúng ta. Cho nên chúng ta tưởng đó là những cái loại ngôn ngữ nó mang cái tính chất thần kỳ. Không, đó là một loại ngôn ngữ nó mang cái đặc tính trừu tượng của thi ca, nhưng mà nó nói được cái nền văn minh, cái trình độ không gian học của họ rất là chính xác. Họ nói là mặt trời, thần mặt trời mỗi sáng cho 7 con ngựa 7 sắc màu, mang 7 màu sắc xuống nhân gian. Thưa bây giờ thì qua quan phổ ta nhìn là mặt trời có 7 sắc đầu vòng. Đó là một cách nói rất thi ca, nhưng mà rõ ràng người xưa đã có được cái con mắt rất là tuyệt vời để nhìn thấy mặt trời có 7 quan phổ như vậy. Cho nên cái thời Đức Thế Tôn thì tiên chứng ngũ thông rất là nhiều. Một là nhãn thông, có thể nhìn thấy xa ngàn vạn cõi thiên hà. Hai là nhĩ thông, vân vân. Và chỉ thua Đức Thế Tôn một thần thông duy nhất mà thôi. Thần thông gì? Người ta có thể biết túc mạng là nhìn thấy con người kia bước, biết được nhiều kiếp về trước, thấy anh đang suy nghĩ gì, gọi là tha tâm thông. Và tha tâm thông của ngoại đạo là cái thần thông cuối cùng. Nhưng mà chỉ thua Đức Thế Tôn mỗi một cái thần thông thứ sáu, đó là lậu tận thông. Tôi giải thích sơ về cái lậu tận thông. Thưa năm cái loại thần thông này thì các cái vị tiên nhân Ấn Độ ngày xưa tu thành công, và bây giờ cũng còn có nhiều vị tiên Ấn Độ mà chứng được thần túc thông, chứng được túc mạng thông và tha thông. Rất nhiều vị đạo sĩ luyện yoga người ta có khả năng được như vậy. Các vị biết là có một đoàn khoa học gia của người Anh thông tin chuyện này, đã mang đồ nghề qua Ấn Độ để thử nghiệm đó. Bắt một cái ông yoga thứ thiệt bỏ vào hòm thủy tinh đóng kín lại, thả chìm dưới nước 15 ngày, đem lên mở ra, ông ngồi dẫn những người họ có khả năng như vậy. Cái khác biệt là lậu tận thông này, tức là người diệt sạch hết lậu hoặc, thoát khỏi tử sinh của ba cõi, gọi là lậu tận thông. Đức Phật hơn các vị tiên ở một cái thần thông này mà thôi. Ngoài ra năm loại thần thông trên thì các vị tiên nhân kia đều có cả. Và có ba ông tiên đắc được ngũ thông và đoán biết được là ngày nào mình phải xả hình hài cái đại này, cho nên ông đi trốn tử thần bằng cách một ông ấy, ta mà ẩn vào mấy thì có hoàng đế thượng đế cũng chưa chắc biết chỗ nào mà kiếm. Một ông nói ta trốn ở biển sâu, một ông nói mình lang thang giữa chợ búa đông người tử thần mà sao tìm ra. Và khi mà cái giờ khác đến thì tự nhiên ba ông ngã lăn quay ra chết. Đó là cái chuyện là cái chết không ai có thể tránh được. Từ các bậc tiên ngũ thông đến Đức Thế Tôn là người đã chứng lậu tận thông, mà đến cái 80 tuổi ngài cũng muốn xả cái hình hài vô thường này về cho các bụi. Và những người mà có uy quyền nhất ở trên nhân gian này, như những vị tổng thống có khả năng xua đuổi binh hùng tướng mạnh, xâm lăng nhiều quốc gia, chiếm đoạt cái hành tinh này cũng được, nhưng mà cũng không có thể chống lại được với cái chết. Ta có thể giàu có chất của cải như núi non, nhưng mà ta cũng không thể mua được một hơi thở cho chính mình lúc ta lâm nguy. Đó là cái quy luật rất là tất yếu. Thưa, tại sao? Tại vì cái chết nó có mặt trong cái sự sinh thành của ta rồi. Tự trong cái hình hài này có mặt thì cái quy luật thiên nhiên đã cài sẵn cái mầm chết ở trong cái sự sống rồi, cho nên không hề có một cái sinh thể nào, có một cái sự sống nào không có cái mầm hủy diệt bên trong cả. Ấy thế mà chúng ta hay quên cái chuyện này. Dĩ nhiên quên cũng có điều tốt,
Yếu tố thứ nhất là để cho mình có thể còn yêu mến cuộc đời, không thôi mình ngồi mình rầu. Nhưng mà ta quên nhiều quá, quên vừa phải thôi. Nghĩa là vừa phải để có thể tồn tại và phát triển đời sống tinh thần, để đắc được lậu thành thông, thì cái đó quên hợp lý. Còn này mình quên luôn là nhiều kiếp luân hồi đi ngang qua cuộc đời mà mình cứ trầm luân trong cái ngũ dục, không có nghĩ đến cái chuyện sinh tử bời bời, không có nhớ rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì mình không còn cái hình hài này nữa. Cái quên đó mới là tội nghiệp. Cho nên chúng ta hãy nhớ một điều là cái chết là cái quy luật tất yếu, nó đang xua đuổi mình từng ngày một. Mà người thông minh trong nhân gian này thì hãy lợi dụng cái điều kiện đang có mặt của hình hài này, và làm thế nào trong một kiếp này, nếu có thể được, thì mình liễu quyết được cái việc tự sinh của chính đời mình. Đó là người cực thông minh. Bằng không thì mất cái hình hài này rồi, đi lao sao trong cái cõi vô minh, rồi lây quay rớt lại trong một cái hình hài khác. May mắn thì rớt được thân người sang đẹp, có thể làm hoàng hậu hay là nữ hoàng anh. Còn mà rủi ro thì rớt xuống cái loài có hai sừng lên trên thì khổ đời rồi, hoặc rớt sâu hơn nữa thì khổ đời hơn. Cho nên mình phải làm thế nào cái cơ hội nó đang có trong bàn tay mình, phải nắm cho được cái cơ hội ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là cái sự thông minh của con người chúng ta. Cái đoạn thứ ba, đoạn thứ ba là sự sống ngày đêm, sinh mạng tự hình dạng, tuổi thọ luôn tiêu hoại, nguyên nguyên ao nguyên cạn. Thưa đoạn này đã có một cái ý chính là như đèn tản dầu. Đây là một cái ví dụ rất là hình ảnh, rất gần của chúng ta. Mình nhìn lên mặt thờ là mình thấy đèn tản dầu. Xa hơn thì các vị lưu ý là Việt Nam chúng ta có một cái loại ruộng đó, gọi là ruộng gì? Muối. Tới con đường từ Sài Gòn mình đi ra Bà Rịa hoặc ra Vũng Tàu, các vị thấy khi mà cuối mùa mưa rồi, người ta đào đất rất là phẳng và người ta thả nước biển vào. Mình không thể nghĩ được là nước biển mong bên như vậy mà người ta có thể phơi nó từng ngày và nó sắc lại, nó thành một lớp muối. Nếu mình đi liên tục mỗi ngày con đường Sài Gòn Vũng Tàu, mình không thấy nó hao mòn cạn chút nào cả. Nhưng mà khoảng vài tháng các vị đi ngang, các vị thấy người ta cào muối vô. Cái khả năng làm cạn nước, làm bốc hơi nước của nó không phải là bốc có đẹp. Nó bốc rất là chậm. Cái quá trình bốc hơi của nó rất là chậm. Nó cũng giống như cái quá trình bốc hơi của sức khỏe mình. Các bạn không? Một ngày đi qua mình chưa hề thấy cái sự suy giảm nào của cơ thể cả. Nhưng mà hai ngày, ba ngày, một năm đi qua, tình cờ soi gương thấy hai ba sợi tóc bạc. Qua năm sau soi gương nhìn kỹ lại thì tóc bạc nửa cái đầu, vật cứng như thế. Đó là cách rất là bên ngoài dễ cho chúng ta nhận diện. Thế mà con tim mình chưa thấy cái thông điệp của thần chết gửi đến cho mình. Thay vì mình làm cái loài ngựa hay thứ tư như cái câu chuyện năm hôm Đức Thế Tôn dạy, thì mình không chịu làm loài ngựa hay thứ tư, mình làm cái loại thứ năm, thứ sáu nữa kia. Mà cái đó thì ngoại hạng, không có trong danh mục ngựa khôn. Và cái điều mà chúng ta lưu ý là thế này: mọi sinh mạng nó đều có một cái chu kỳ bốc hơi tuổi thọ như nhau. Dù là cái sinh mạng có cái tuổi thọ dài như hành tinh này, dài như mặt trời đang soi sáng nhân gian, soi sáng cả một vùng thái dương hệ, thì người ta tính tuổi mặt trời đã được nửa đời người rồi, tức là nó đã xài 50% tuổi thọ của nó rồi. 50% còn lại thì mặt trời sẽ phất lên một lần cuối cùng và tắt ngụm, là cả một cái thái dương hệ của chúng ta bị chìm trong bóng đêm không biết bao nhiêu triệu năm, sau đó tan bắt giữa không gian mênh mông, rồi bắt đầu những cái phấn bụi đó
có điều kiện nó hội tụ lại. Đó là mọi sinh mạng cái điều tuân theo một cái quá trình sinh lớn lên, biến hoại và tiêu diệt, ngắn như con phù du. Thì nó có cái chu kỳ, có cái nhịp sống của nó, tuy ngắn nhưng mà nó cũng trọn vẹn một cái quá trình của một sinh mạng, của một loài phù du. Loài bông hoa cũng thế, tuy là nó ngắn ngủi so với những loài cổ thụ, nhưng mà cái chu kỳ sống của nó, tức là 30 ngày hoặc 50 ngày là tuổi thọ một đời của loài hoa, tuổi thọ một đời của loài phù du, tuổi thọ một đời của con ve sầu không thấy một được một cái mùa đông. Nghĩa là mọi cái sinh vật hay là mọi hiện tượng trong nhân gian hình thành đều có một cái chu trình sinh trưởng, lớn lên, biến đổi và hoại diệt tất yếu. Có thể dài hàng triệu năm, có thể ngắn như vài ngày, ngắn hơn nữa như con muỗi vân vân, đều có một cái chu trình nhất định, đều phải đi theo cái quy luật vô thường như đèn tảng dầu mà thôi. Nghĩa là dài hay ngắn gì, cái quá trình đung đẩy của hiện tượng chết nó vẫn đẩy con người ta, đẩy động vật và các sự vật đi về cái chu kỳ biến hoại và tiêu mất. Đó là cái quy luật tất yếu. Các vị có nhớ hồi xưa Lý Bạch có một thơ hay: quân có kiếm hoàng hà, chi thủy thiên thượng lương, bôn lai đó hải bất phục hồi. Quân bất kiếm minh cảnh cao đường vi cảnh phạt, triêu như tâm tri mỗi bạch tuyết. Tức là anh có thấy chăng cái sông hoàng hà cùng cuộn ở trên trên trời cao, nó đổ xuống và nó chảy ra biển cao, nó không bao giờ trở lại. Anh có thấy chăng bố của chúng ta tần ngần soi gương vào buổi sáng, mới hôm qua tóc còn như tơ xanh, hôm nay nó bạc như tuyết trắng. Đó là cái câu của Lý Bạch. Ai trong cái đời sống mình cũng có một lần đối diện với chính mình và chắc lưỡi khi thấy mình, khi thấy mình sức khỏe bị hao mòn. Không biết các vị có không, với tôi thì có. Có một lần tôi soi gương, tôi thấy tóc tôi nó bạc, hơi buồn chút xíu thôi nhưng mà chưa buồn nhiều lắm. Một lần đó mình ăn cơm, một cái viên sỏi to cắn một cái rào, nó không bể sỏi, nó bể nửa cái răng. Mình buông chén cơm xuống, mình đờ đờ lấy ra nửa cái răng, rồi tần ngần mất một ngày luôn, không ăn cơm nữa. Không phải vì nó đau quá không ăn được, mà thấy là răng của mình đã yếu rồi. Nó đã báo động cho cái tình trạng là tới nơi, không biết bữa nào ông sáu ông rước. Và tôi nghĩ là ai cũng như thế. Chúng ta đã có những lần ngồi nhìn người thân mình bệnh, hơi thở biết nói. Chúng ta đã có những lần đưa bạn bè mình ra nghĩa trang vì một cái tai nạn tình cờ. Chúng ta có những lần chứng nghiệm thân mình nó lâm cái căn bệnh rất là ngặt nghèo, hơi thở đứt quãng, thèm từng hơi thở. Ai cũng thế, ai cũng đang đi ngang qua cái cõi vô thường. Và cái điều chứng nghiệm hay nhất là chứng nghiệm tự thân mình để giác ngộ. Và thông thường thì chúng ta, điều thứ nhất là chúng ta tuy có một chút giác ngộ về cuộc đời vô thường, nhưng mà ngày tháng trôi qua chúng ta quên. Thưa đại chúng, là bản thân tôi chứng nghiệm vô thường một cách nghiêm trọng nhất. Và tôi kể một chút riêng tư của đời tôi để cho các vị nghe. Năm tôi 16 tuổi, 15 tuổi thôi, tôi bắt đầu giác ngộ vô thường. Một cái vô thường nhỏ nhỏ nó đến với tự thân mình, nhưng mà chưa nghiêm trọng lắm. Cuối năm đó, đầu năm 16 tuổi, cái giác ngộ vô thường lớn hơn. Đó là tôi chứng kiến cái chết của ông bố mình. Thưa, một cái con người rất là hiền, một cái anh nông dân cày ở miền Tây Nam Bộ, vào cái vùng sâu để cày ruộng. Và
một đám phi cơ rất là nhiều, có loại phi cơ trực thăng ngày xưa nó có khả năng nó bay thấp xuống gần gần như có thể nó nắm được mình lên. Và một rừng giăng cài này bị một cái cơn bắn tả tơi và xác người nằm như rạ, sâu bò ngổ ngang. Bản thân tôi thì trong cái vùng lửa đạn tơi bời vào buổi chiều đó, tôi thấy giữa buổi chiều mặt trời nghiêng nắng này mà cả một trời đỏ rực, đạn nó bay đỏ rực cả trời, khói bệt mù hơi thuốc súng ngạt thở, và tôi không biết tại sao tôi còn sống. Người chết rất là đông. Tôi nằm xuống một cái mương dài, lấy cỏ phủ lên người mình, và mất mấy tiếng đồng hồ khi tàn cái cuộc bắn phá rồi mình mới ngồi dậy. Cái điều đầu tiên là mình rờ thử cho mình có lủng có lỗ nào trên người không. Không tin là mình còn nguyên vẹn, không tin là trong người mình nó có viên đạn nào, tại vì nó bắn như mình vải thóc trên đầu người ấy. Ấy thế mà còn sống. Cái điều kỳ lạ sau lần đó, tôi nghĩ mạng người rất là mong manh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi nghĩ là cái đời sống của mình, mà mình đi theo con đường của ông mình, của bố mình và của người xung quanh, thì mình đuổi đuổi làm những việc y như người thân của mình mà thôi. Nghĩa là vẫn cứ một cái con đường cũ, 20 tuổi rước một o về làm cái tủ sắt, cách giữ bạc tiền khò tay cũng không có được, ví dụ như thế. Rồi sinh một đàn con, rồi đuổi đuổi nuôi nó lớn lên, thì dựng vợ gả chồng, rồi già như bố mình, già như ông mình, rồi ra đi. Cái con đường nó quan trọng thế. Hai cái điều đó nó làm cho tâm thức mình rất là bất an, và cuối cùng không muốn đi con đường đó, đi cái con đường khác hơn, đến với đạo tu. Tìm cái con đường nào nó có thể thoát được cái vô thường của đời người. Đó là cái đánh động rất là lớn đối với tâm thức một đứa bé mới 15, 16 tuổi thôi. Dĩ nhiên là cái dấu ấn này nó hằn rất là sâu. Tôi cứ nghĩ là cả một đời tôi miệt mài, và không có một phút giây nào mà tôi có thể quên được cái vô thường đến với tự thân mình. Ấy thế mà tôi chừng 3-4 năm quên tốt lốt. Cuộc sống trong đạo nó vui, rồi nào đi học, nào bạn, nào bè, vân vân. Rồi những ngày lang thang trên thành phố, rồi tới chuyện bây giờ thì tôi niệm lại là mình nhớ cái nỗi vô thường, nó cũng có cái hay của nó để giác ngộ ban đầu. Nhưng mà nếu trong nhân gian này mọi người người ta cứ cắm cổ mà nhớ cái chuyện đau buồn của một đời người, thì quả là không còn cái khí thế để sống nữa, có phải không? Tuy nhiên có một điều chúng ta cần lưu ý là thế này: tự thân mỗi hình hài đều có một cái năng lực quỷ diệt tiềm phục rất là sâu từ bên trong. Cái năng lực đẩy của nó mình, cái năng lực đẩy để mình đi về cõi chết không thể cưỡng lại được. Cho nên mình có thể có những cái niềm hạnh phúc trong nhân gian, điều đó là điều tất nhiên của một đời người. Nhưng mình nên nhớ là mạng sống thật là quý, phải trân trọng nó. Có trân trọng nó thì mình trân trọng được mạng sống của cõi này chung quanh, mạng sống của người chung quanh, và trân trọng được tất cả cái cơ hội để chúng ta có thể tu tập, những cái điều kiện cho phép, những cái ngày tháng mà rảnh rang mình phải thực tập để cái sinh mạng hiện diện trong một khoảnh khắc của vô vi này nó không có bị phí phạm. Đó là những điều mà chúng ta nên ghi nhận. Thực ra thì mình không cần phải đi ngang qua việc cuộc châu bể vô thường mới giác ngộ. Đang bị mà ra tu viện chân không thăm thầy mà đó, để kêu thầy ổng dẫn đến cái viện dưỡng lão của ổng, mà không biết cái chắc đời này, không biết các vị đã đi thăm cái viện dưỡng lão của ổng chưa. Ông dẫn tôi đi một lần, chiều đó về tôi bỏ ăn luôn. Tôi thấy chán đời quá. Có những người bị mà sống rất là dai, và khi người ta đưa vào cái viện dưỡng lão rồi thì con cháu có khi nó đi thăm chừng 3 năm cái nó chán là nó không muốn đi thăm nữa.
rảnh đâu mà mỗi tuần đi hoài, mà nào công ăn nào việc làm vân vân, cho nên đưa cho nó trẻ đó rồi điều hiu đầu mẻo qua bên cái miếng mà chạy tầm thầm 90 mấy tuổi. Có khi nó trí nhớ nó không còn, trí nhớ dài hạn, trí nhớ ngắn hạn nó đã ra đi rồi, ăn cũng không nhớ mình đã ăn, vân vân. Cho nên rõ ràng là chúng ta chỉ cần đi vào dưỡng lão viện một lần là chúng ta thấy ngao ngán sự đời vô cùng. Ví như mình không phải là người Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam nó có cái điều đặc biệt là nó khác biệt với văn hóa Mỹ, có khi tam đại đồng đường. Dĩ nhiên qua đất Mỹ thì cái việc này nó đã trở thành hiếm hoi, nhưng mà tối thiểu thì cái tình cảm gia đình nó vẫn còn sâu nặng so với cái văn hóa Mỹ. Văn hóa Mỹ thì già thì đưa cho đó là an toàn nhất, là chắc ăn nhất. Mà các vị thử và các vị nhìn thử cái không khí của dưỡng lão viện, các vị thấy nó trùng xuống, nó u buồn, nó não nề, nó tội nghiệp làm sao. Cái thế giới thật là thê lương. Ví như mình là người Mỹ, tới cái tuổi đó thì con mình nó cũng đưa cho đó mà thôi. Nhiều lắm thì 3 năm đầu nó đi thăm đi hỏi, rồi năm thứ 4, thứ 5 thì nó thương dần. Mà nếu mình kéo dài cái thọ mạng mình chỉ 10 năm trong đó thì quá là bất hạnh. Cho nên bây giờ người ta sắp sửa biểu tình đòi một cái luật mới là hãy cho tôi được tự do chọn cái chết. Mình cứ nghĩ là xúc phạm đến sanh mạng là bạo hành, là sát sanh. Nhưng mà có khi người ta sẽ chọn chết mà mình không cho chết, mình cũng thuộc loại bạo hành vậy. Mình hành hạ người ta, mang cái hình hài sống để họ kéo lê cả một cái nỗi khổ rất là dài. Rõ ràng là càng ngày cái quy luật của con người nó càng phức tạp ra về vấn đề nhân quyền. Nếu tôi có nhân quyền cho chính cuộc đời tôi thì tôi phải có quyền đòi chết cho tôi chứ. Vô lý là tôi muốn chết mà anh không cho tôi chết, chẳng hạn như vậy. Đó là vài vấn đề chúng ta có dịp đi ngang qua, là chúng ta chứng kiến một điều là thưa cái sinh mạng mình có mặt đây còn đang khỏe mạnh thế này là một cái diễn phúc cực kỳ lớn lao chứ không phải nhỏ. Cho nên đừng có thường, đừng tiếc hận một ngày tháng đi qua rất là uổng. Thưa, nếu mà mình học Phật lâu, mình không cần mới tốt mấy trăm ngàn bạc đi qua Hawaii, đi đến dưỡng lão viện gì, ngay nơi đây và giờ phút này mình cũng chứng nghiệm cái vô thường để có thể khởi phát cái tâm tu nữa. Các bậc A La Hán ngày xưa thì nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mặt trời lặn. Mà mình bây giờ mình làm gọn hơn, nhẹ hơn, gần gũi hơn nữa là các vị nhìn hơi thở, các vị thấy cũng vô thường nữa. Có phải không? Để sống bắt buộc người ta phải hít vào, và đến với cái chết bắt buộc người ta thở ra, và không hít vào nữa thì chết. Và mỗi một cái nhịp thở vậy thì mình đã có cái sự sinh diệt trong tự thân của nhịp thở rồi. Hít vào là đem sự sống vào, thở ra là sự chết có mặt. Chết và sống nó liên tục trong từng hơi thở của ta. Xa nữa, tức là chúng xa hơn mà cái thời gian chết sống dài hơn, mình khó cảm nhận là gì? Thưa mỗi một ngày, một đêm ta có một lần chết, một lần sống. Mình đi vào giấc ngủ rồi, có nghĩa là mình đi vào cái cõi giới gì? Đang tạm thời mất trí giác, tạm thời chết mấy tiếng đồng hồ đó chứ. Có điều mình không chứng nghiệm được thôi, mình không có thấy nó là cái sự gì nghiêm trọng và kỳ đặc. Trong khi người xưa có khi qua một giấc ngủ thức dậy rất là bàng hoàng. Cái chết nó là một giấc ngủ mà dài hơn, còn giấc ngủ là một cái loại chết ngắn hơn trong từng ngày. Ngắn hơn của cái chết, của cái vô thường có mặt trong tự thân là một hơi thở vào và một hơi thở ra, nó có mặt cái sinh và cái diệt. Mình không có tiếp xúc được với cái sinh diệt của hơi thở thì mình hãy chịu khó tiếp xúc với cái giấc ngủ từng đêm để cảm thấy là cái sinh diệt nó có mặt trong mỗi một ngày.
mà không thể tiếp xúc được cái sinh diệt có mặt trong một ngày, thì tối thiểu mình cũng tiếp xúc được với cái hiện tượng chết có mặt trong tự thân mình. Sức khỏe mình bị lấy đi hàng ngày, răng nó bị vàng đi từng lúc, tóc nó bạc đi từng năm đi ngang qua. Dĩ nhiên bây giờ khoa học nó hay ghê, nó làm cho các vị quên già dễ. Các vị nhuộm tóc ai mà thấy bạc. Đó là cái tai họa khá lớn cho đời người. Nếu khi chúng ta tưởng ta thông minh chứ không phải, các trời gửi cho chúng ta những cái thông tin tuyệt vời, chúng ta không chịu đón nhận, không chịu mời gọi nó lại để nhìn cho nó rõ hơn về cái sự sống nó đang rửa mòn, nó đang bào hình hại, chống cũng không thấy được, nó phải đến mà thôi. Cho nên các vị nhớ là có những cái chu kỳ sinh diệt ngắn, chu kỳ sinh diệt dài hơn, và rất là nhiều cái điều kiện nó tác động để chúng ta có thể giác ngộ được vô thường. Thưa cái điều thứ năm chúng ta đi vào thế này, là cái chết là một hiện tượng tất yếu, là cái sự có mặt của mình bằng điều kiện, thì cái sự ra đi của mình cũng bằng những cái điều kiện mà thôi. Không hề có một cái sự vật gì, một cái sinh thể gì xuất hiện mà không có những điều kiện cái hình thành cả. Cái hình thành của một cái cây nó cần rất là nhiều yếu tố: đất, nước, ánh nắng mặt trời, con người chăm sóc. Cái sự hình thành của một con người ngoài cái điều kiện mình vay mượn huyết nhục của bố mẹ để hình thành, mình còn vay mượn cả một cái truyền thống văn hóa rất là dài. Mình vay mượn mọi thứ trên đất trời này để có được cái hình hài. Và khi mà có một cái sinh thể có mặt hay là một cái sự vật hình thành bằng cái điều kiện, thì chúng ta sẽ bị nó hủy diệt bằng hai cái con đường tất yếu mà không thể tránh khỏi. Tức là con đường hủy diệt từ bên trong, con đường hủy diệt từ những điều kiện bên ngoài. Ví dụ như một cái thân người chúng ta, thì tự thân nó được hình thành bằng những điều kiện, cho nên những cái điều kiện bên trong này nó có một cái sự cố nào nhỏ nhoi trục trặc thì tức khắc cái thân thể này nó bị trục trặc theo. Đó là điều kiện bên trong tự phá. Điều kiện bên ngoài của môi trường là gì? Thưa, hơi thở bị ô nhiễm, thức ăn không đủ sống, hoặc là hoàn cảnh xã hội ép buộc, hoặc là tai trời ách nước quản quả, vân vân, ngàn vạn cái điều kiện trút lên cái hình hài này để nó bị hủy diệt. Đó là cái đặc tính thứ nhất, nó đến bằng những điều kiện thì nó sẽ ra đi bằng những điều kiện, không thể tránh được. Cái đặc tính thứ hai, cái sự tồn tại nào được nuôi dưỡng tinh tế, cái sự có mặt nào hình thành bằng cái phẩm chất cao là một, tinh tế là hai, thì nó là một cái loại dễ vỡ này, dễ tan biến này, dễ bị những cái điều kiện làm cho nó bị hủy diệt rất là nhanh. Ví dụ thế này, ví dụ như một cái máy xăng, mình đổ xăng vô là thức ăn khô, cái máy nó chạy. Mình lỡ mình đổ không phải xăng, mình đổ dầu lửa vô, máy nó thì dặn nó không chạy. Nhưng mà cái đặc tính hư hao hủy hoại nó rất là chậm so với cái máy điện. Cái máy nó sử dụng dòng điện 110 mà mình cắm dòng điện 220, vừa cắm vô thì nó cháy tức khắc. Cái loại sinh vật nào được nuôi dưỡng bằng những cái điều kiện khô, thức ăn khô như ăn cây cỏ vân vân, là cái loại sinh vật mà những cái điều kiện bên ngoài tác động nó ít ảnh hưởng, ít bị đổ vỡ, ít bị tan biến. Cái loại sinh vật nào càng nuôi dưỡng trong cái điều kiện tinh tế là cái loại sinh vật, là loại sinh vật yếu ớt là một, dễ bị tan vỡ, dễ bị biến mất rất là rõ ràng như vậy. Vừa rồi cái bệnh so, bệnh gì phát triển ở Trung Quốc đó,
cái dân châu Âu, dân Canada mới vừa qua lén phén có mấy tên gì mà bị nhiễm bệnh chết mất, trong khi cái bệnh nó vô Việt Nam, nó bị vi trùng của dân Việt Nam giết chết, chứ là không có cách gì làm cho dân Việt Nam mà bị bệnh chết cả. Nghĩa là cái khả năng đề kháng do cái cơ thể của người Việt nó giống như là một cái loại máy rất là thô, nó đào thải, nó đề kháng, cho nên nó có cái năng lực chống chọi và tồn tại vậy. Còn cái cơ thể của người được nuôi lớn trong những cái điều kiện tinh lọc vô trùng như dân Mỹ mà lén kháng về Việt Nam thì anh nào cũng bị bệnh đường ruột cả, ăn rau không được, uống nước không được, vân vân. Và từ cái ví dụ này ta trở lại là cơ thể con người là một cái sự cấu tạo rất là tinh tế và phức tạp. Nó là cái loại dễ vỡ, giòn như thủy tinh, mỏng manh như một loài hoa. So với các loài động vật khác, con người càng ngày càng yếu mềm và càng ngày càng cái năng lực tự đề kháng càng ngày càng dễ biến mất trong cơ thể của con người. Tại vì mình càng ngày càng tinh chế ra những cái điều kiện để nuôi dưỡng mình, càng lệ thuộc, ăn uống phải lệ thuộc, thuốc men phải lệ thuộc, đi đứng phải lệ thuộc. Nghĩa là con người càng ngày càng ỷ lại nhiều hơn vào những cái bên ngoài, và cơ thể càng ngày nó càng trở nên tinh tế. Dĩ nhiên là một mặt nào đó, cái nền văn minh của xã hội hiện tại đó đẩy con người lên đến một tầng cao, nhưng một mặt nào đó thì con người càng ngày càng trở thành một cái món đồ bày trong hàng quán rất là đẹp nhưng mà không thể đem ra ngoài xài được. Tôi nói điều này để lưu ý là tất cả cái điều kiện nó hợp thành một cơ thể con người, tự thân nó đã mang cái tính chất quỷ diệt rất là cao, mà chúng ta lại khờ dại là làm cho cơ thể mình càng ngày cái khả năng nương tựa, khả năng ỷ lại càng ngày càng nhiều, cái năng lực đề kháng để tồn tại, để phấn đấu, để sống còn giữa thiên nhiên càng ngày càng giảm đi. Cho nên tự mình là tào mòn tuổi thọ của mình một cách vụng về mà mình không biết. Cái điều cuối cùng là thế này, chúng ta đang nói về cái đặc tính tinh tế khó nuôi. Cái phần chúng ta triển khai thêm đó là bằng một là bằng tri thức này, hai là bằng cái năng lực của sâu cảm này. Mình có khả năng nuôi dưỡng và kéo dài được những cái dạng, cái này không phải là cơ thể mà những cái dạng tình cảm chẳng hạn, những cái niềm hạnh phúc dài hơn. Điều thứ nhất, chúng ta đã học qua 4 cái loại thức ăn đó ha. Các vị nhớ là trong những cái loại thức ăn để nuôi dưỡng cái thọ mạng con người, nó có 2 cái phần này. Nó gọi là xúc thực là 1, tư niệm thực là 2, thức thực là 3. Tức là 4 loại thức ăn mà Phật nói. Loại thức ăn đầu là để nuôi cái hình hài vật chất này. 3 loại thức ăn sau đó là 3 loại thức ăn nó tinh hơn, nó mịn hơn, nó nuôi dưỡng cái đời sống tình cảm, đời sống tâm hồn của mình và kể cả đời sống tâm linh của mình. Thì bằng cái con đường tri thức, bằng cái con đường tu tập, ta nuôi được cái phần phẩm chất rất là tinh tế của tự thân ta. Ta có thể làm cho đời sống của mình cũng cùng một hình hài tứ đại này, cũng cùng một cái hoàn cảnh khốn khó như bao người, nhưng mà bằng cái cách thức, bằng cái khả năng phát triển tri thức và phát triển sự tu tập, mình có thể an lạc là 1, thọ mạng dài hơn là 2, và cái niềm hạnh phúc mình lớn hơn là 3. Đó là những cái đặc tính mà chúng ta có thể làm được trong cái kiếp sống phù du này. Và bây giờ là chúng ta làm sao bằng cái con đường tri thức mà mình có thể nuôi lớn được tình cảm và hạnh phúc.
thưa đại chúng là chẳng hạn như cùng là một cách sống, cùng là có một cái điều kiện vật chất giống như nhau, nhưng mà nếu cái trình độ tri thức, cái khả năng hưởng lãng của mình cao và mình đi được vào nhiều bộ môn nghệ thuật thì mình giàu có về cái lĩnh vực hưởng lãng cuộc đời, có ba. Thay vì mình chỉ biết mỗi một cái việc giải trí bằng thức ăn thì mình có thể giải trí bằng cách khác, đó là gì? Là coi TV, nghe âm nhạc, đi tham dự hội họa, hoặc là đi theo học những cái lớp học cần thiết để nâng cao tri thức, hoặc làm gì nữa, hoặc có thể tổ chức đi du lịch. Nghĩa là tùy cái mức độ của tri thức mà người ta có thể nâng cuộc đời người ta cao hơn, cái thưởng lãm người ta rộng hơn, ta hân thưởng cuộc đời đẹp hơn, và cái đời sống nó có phẩm chất nhiều hơn. Cùng đọc một bài thơ, nghe Thiên Hạ khen là hay, mà mình đọc vào mình chỉ thấy là một bài thơ dân dần dần viết liền nhau, mình chẳng thấy hay. Thì cũng cùng một thời gian ấy, cũng cùng một con người ấy, cùng một cái chuỗi dài cuộc sống như nhau ấy, nhưng mà rõ ràng là nếu ta có một cái tri thức ngang cái chừng mực nào đó thì cuộc đời mình giàu hơn. Đó là trong cái lĩnh vực cạn nhất, có phải không? Cái lĩnh vực thứ hai là trong cái sự tu tập, có tri thức giàu có khi nó cũng là một bất hạnh. Tại sao bất hạnh? Thông thường một người thông minh là một, có tri thức nhiều là hai. Tâm hồn họ giống như một cái vỏ sò khép kín lại. Họ nghĩ đủ rồi, không cần đón nhận gì thêm nữa. Trong khi đơn giản một điều, tôi dùng cái ví dụ các vị thấy là văn hóa chẳng hạn, nó là một bánh xe lăn luôn biến động, luôn di chuyển mà chưa hề dừng. Thập niên trước nó có những cái chữ nghĩa, những cái ngôn ngữ sử dụng trong thời đó, thập niên này nó cũng có những cách viết, có những cái chữ dùng nó khác. Thập niên sau nó có những cái cách viết, những cái chữ dùng nó khác nhau. Có những cái từ ngữ mà ngày xưa trước 75 tôi chưa hề thấy, mà sau 75 thì nó rất là nhiều. Chẳng hạn như chế độ ăn uống là cái từ mà ngày xưa chưa hề có, phản ảnh tôi chưa từng nghe. Cái câu mà đầu cua tay nhau ở trong sách tôi cũng không biết nó là cái quỷ gì, sau 75 nó mới có trong cái dòng văn học hiện đại chẳng hạn. Và rõ ràng là trong đơn giản trong cái lĩnh vực tri thức thôi, mình bằng lòng với cái mình đã có là mình đóng cửa tâm hồn mình lại, mình dừng cái bước tiến của mình. Xã hội thì cứ lăn, văn hóa thì cứ chuyển, mà mình dừng lại tức là mình bị đào thải. Mà hầu như người nào thông minh, có học vị khoa bảng thì đều đóng cánh cửa mình lại, phần lớn mà là như thế. Đó là tôi chỉ nói cái đơn giản về cái mặt tiếp thu thôi. Mặt thứ hai là để đến với cái con đường tu tập này không phải dễ. Tại sao không phải dễ? Mình giống như một cái vỏ cây, cái hạt mầm ở bên trong nó đang ngủ rất yên bình, hé ra là cả một sự thách thức. Mở tâm hồn ra để đón nhận giáo pháp đạo Phật không phải là chuyện đơn giản. Giống như là cái vỏ cây kia nó hé ra, nó không biết là cái gì sẽ xảy đến trên cuộc đời nó. Nhưng mà nếu cái vỏ cây kia mà không có hé vỏ ra để có thể châm một cái rễ xuống đất thì nó không bao giờ lên cây. Cái thách thức đầu tiên của chúng ta đến với con đường tu tập nó là như vậy, nó đòi hỏi mình phải mở lòng ra trước. Như vỏ cây kia, mở cái vỏ ra để cho ánh sáng đi vào, nước đi vào, xương đi vào, đất đi vào, mới có thể thò chiếc rễ ra và bắt đầu trút mình ra khỏi vỏ là lên cây được. Ta cũng như vậy, mở được cái cánh cửa lòng của mình đón nhận đạo Phật để tu tập mới chỉ là bước đầu khó khăn thôi, mà đã là muôn vàn cay đắng và thách thức.
Thách thức không phải đến với người bình dân ít học tầm thường, mà thách thức đây nó đến với người có cái sức nặng, có cái trọng lượng của tri thức. Trọng lượng của tri thức càng nhiều thì cái sự khó khăn học đạo càng lớn đối với họ. Thưa, điều này không phải tôi nói diễn dẫn để hù dọa các vị ngồi đây có học vị văn bằng gì đâu. Cái này Phật dạy rõ lắm à. Phật nói là một trong tám nạn học đạo đó là thế trí, biện thông, vừa có tri thức nhân gian mà vừa ăn nói hay nữa thì khó đến đạo lắm, lại các vị cẩn thận. Thưa, chúng ta đang bàn về là cái khả năng tu tập, nó có thể nuôi dưỡng và có thể kéo dài được cái tình cảm và cái niềm hạnh phúc để cho chúng ta sống yên bình trong cái cuộc đời của chúng này. Điều đầu tiên chúng ta bàn đó là để mở lòng ra đón nhận giáo pháp Phật cái tu tập, nó đã khó. Điều thứ hai nữa mà cần phải đi ngang qua đó là làm thế nào cái cây kia thò được cái rễ, đạt đến cái chiều cao cần thiết, và cả một cái quá trình khó khăn. Mình biết được giáo lý Phật mới chỉ là cái việc hé cái bỏ ra mà thôi. Mỗi một ngày cái khả năng tu tập là một, cái khả năng đi vào cái điều Phật dạy là hai. Nó phải luôn là cái điều kiện nuôi dưỡng như mặt trời rọi nắng từng ngày, như nước thấm ướt cái vùng đất xung quanh từng ngày. Nghĩa là không có phải cái chuyện tu tập là một ngày nóng, mười ngày lạnh mà chúng ta có thể vươn đến được cái chiều cao của cái cây cần thiết. Mình phải nuôi dưỡng mình một cách liên tục bằng cái năng lực thực tập, đó là cái khó thứ hai, để có thể đạt đến một cái chiều cao cần thiết để cho tâm thức nở hoa. Cái điều thứ ba là nếu cái cây kia nó lên sẵn sơ nó tốt như thế mà nó vẫn là một cái cây không có bông thì vẫn chưa thành công. Cho nên để đạt được cái chiều cao sự tu tập và cho có tự giác, cho có hạnh phúc trong tự thân cái sự tu tập, thì bắt buộc là nấu nước phải sôi đến 100 độ. 100 độ thì nước mới có thể chuyển từ cái trạng thái nước qua cái thể hơi bốc hơi được. Mình phải nung thế nào đó suốt một cái quá trình nuôi dưỡng sự tu tập này, để đến một cái giai đoạn mà nước bốc hơi là cái giai đoạn người ta gọi là có tự giác hoặc gọi là ngộ đạo vân vân, thì đó là giai đoạn thứ ba của sự tu tập. Và tóm lại là tri thức mà ta có thì cuộc sống của mình cũng giống như mọi người, nhưng mà mình giàu hơn rất nhiều lần. Cái phẩm chất đời sống của mình sâu hơn, cái thưởng lãm của mình đối với cuộc đời rộng hơn và bát ngát hơn. Mình nâng tâm thức mình vào cái từng tu tập này thì trong cái cuộc sống đời thường mọi người đều chịu chung cái quy luật của vui buồn khổ đau xót xa mất mát, nhưng mà ta có thể sừng sững trong nhân gian không bị cái vận hành của sinh của diệt của khổ của vui đánh động được tâm thức mình. Mình vẫn là người đi ngang qua ba cõi lòng lòng, không dính gì với cái đau khổ của nhân gian cả. Cho nên mình nên nhớ là càng đẩy tâm hồn mình lên đến một cái mức độ tinh tế chừng nào, nhất là tinh tế sự tu tập, thì cái niềm vui, cái hạnh phúc càng lớn hơn. Không biết tôi nói linh tinh các vị có ghi nhận được điều tôi nói không? Nó có cái gì khó hiểu lắm không? Có một cái ví dụ này tôi làm sáng nghĩa thêm. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy đời sống của các vị cư sĩ đều đi ngang với mỗi một điều quan trọng, đó là khi sinh thành và tới cái tuổi lớn lên, ta bắt đầu đi vào cái con đường của đời sống lứa đôi gia đình. Và cái đời sống lứa đôi gia đình ở từng thứ nhất này, và cao hơn cái từng thứ nhất
là cũng đồng thời đời sống với đôi gia đình. Nhưng mà chúng ta không phải đến với nhau bằng cái việc có những cái con để nối dõi, làm cái công việc của tổ tiên truyền đời, mà chúng ta còn đến với nhau qua hai cái cửa khác nữa, đó là hai cái sự cảm thông của hai cái con người, hai cái tâm hồn nó cùng một nhịp điệu. Thế thì ngoài cái vấn đề của tình dục ra, ta còn có một vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là tình yêu. Mà cái này thì phải đạt đến, thứ nhất là tâm thức nó phải lên đến một cái chiều kích nào đó, cái tâm hồn nó vươn lên đến một cái tầm cao nào đó thì người ta mới có thể có mặt nó. Nếu mà tâm thức anh thấp, đời sống của anh nó gần với đời sống của những lời phú quan giả, thì nó không có mặt cái mà con người gọi là tình yêu. Cái này nó là một cái sự phối hợp giữa thân và tâm để có cái ngọn lửa gọi là tình yêu. Và cao hơn một tầng nữa, người ta gọi nó là gì? Người ta gọi nó là lòng từ. Nó có ba tầng như thế này. Tùy cái mức độ tu tập và cái sự tinh tế của lòng được thanh lọc mà người ta thăng qua đó, từ cái mức độ thấp nhất của đời người lên đến cái mức độ cao nhất của một con người hoàn thiện nhân cách. Ở cái mức độ đầu, khi cái tâm thức của chúng ta nó còn lủng đủng là đà ở cái mức độ vật lý, đó là cái khả năng bạo hành rất là lớn đối với những cặp vợ chồng. Và họ có thể hủy diệt nhau vì cái chuyện quay lưng lại. Tại sao? Tại vì cái người kia là cái điều kiện để cho mình hạnh phúc. Mình giống như cái ăn mày, mình gặp một cái cô gái mình thương thì mình đi quanh cô, mình xòe đuôi ra, mình ve vẩy, mình xin xỏ cái hạnh phúc của người ta. Rõ ràng là cái ăn mày. Lên đến một tầng cao, cái tâm thức của mình nó rộng mở hơn, đúng nghĩa hơn, thì cái năng lực của tình yêu được gọi là ngọn lửa không có khói này. Nó khác với cái đặc tính kia ở chỗ là gì? Nó là một cái sự ban phát mà không phải là cái sự sinh thọ. Đại chúng, là những điều này mình phát triển nhiều có khi nó cũng xúc phạm đặc biệt một xíu. Thông thường trong đời sống gia đình chúng ta có hai yếu tố này. Và trong văn học thì họ ca ngợi cái gọi là yêu đương này thành thánh lắm. Và rõ ràng là nó quả là thành thánh thiệt. Hầu như không có một bài thơ, bài hát nào mà có cái chữ này trong đó mà ta không thấy cảm động cả. Cả một cái dòng chảy của nhân gian trong lĩnh vực văn học, thi ca, khi có cái chữ này tự nhiên chúng ta nghe mát mẻ. Cái tính chất của nó đánh động rất là mạnh với tâm thức con người. Nhưng mà xin thưa, nó là một cái dạng đầy đọ khổ đau nhiều hơn là nó đưa người ta thăng hoa để sống tâm hồn. Tại sao? Tại nhiều lắm là con người chỉ thăng hoa được một phần nửa cái gọi là yêu thương thôi. Nếu yêu thương thật, nó phải đặt trong cái dấu son là không có điều kiện. Nó phải đặt trong cái vòng tròn của sự ban phát mà không phải xin xỏ. Nó phải là cái giếng ngọt trào ra một cách tự nhiên, chứ nó không phải là đợi người ta xin mới có. Nó là hoàng đế chứ nó không phải là ăn bài. Nếu tôi thương cái con người kia, khi cái con người kia mà cảm thấy không hạnh phúc với tôi, họ có quyền thương người khác, thì tôi phải nghĩ rằng cái điều của người mình thương làm đó là điều đúng, điều đó đem lại hạnh phúc cho người đó, thì họ có quyền làm. Thương có nghĩa là mình ban phát, mình hiến dâng, mình cho, chứ không có nghĩa là mình không phải là người kia là cái điều kiện để mình hạnh phúc, cho nên mình không có cần phải chiếm hữu là một này. Và người ta quay lưng lại, mình không phải quỷ diệt người ta là hai. Nhưng mà thông thường chúng ta lại rơi trong cái tình trạng gì? Cái kẻ kia phải lệ thuộc tôi, nhưng mà trong thâm sâu thì tôi lệ thuộc vào kẻ kia.
Nếu cái con người kia quay lưng lại thì hạnh phúc tôi bị mất mát, cho nên tôi là cái kẻ lệ thuộc chứ không phải người kia lệ thuộc tôi. Mình nghĩ là mình có quyền quản lý con người đó. Con người đó không được nhìn ai, không được cười với ai. Mình nghĩ như vậy là mình quay lắm, mình đâu có biết đó là con bò rất lớn mà nó đang kéo cổ mình đi. Và đúng nghĩa của nó là phải như thế, phải là người ban tặng, phải là người thấy rằng người đó mà không thương mình mà có hạnh phúc với bất cứ người nào thì rõ ràng là cái điều người ta làm rất là phải, và mình hiến tặng cái sự thương yêu chứ mình đâu phải là người đi xin đâu. Và ta mà có được cái quan niệm như vậy thì ta mới đạt đến cái cấp bậc, cấp độ thứ hai của cái gọi là yêu thương. Bằng không thì mình còn lững đững là đà, mình vẫn là kẻ đi chung quanh vẫy đuôi để xin xỏ chứ không phải là hoàng đế ban tặng. Điều này nó chứng minh là mình càng lên cao cuộc đời càng lành, không gian càng rộng, cái thượng lãm cuộc đời của mình, cái tâm thức của mình nó càng thân tha hơn. Không phải không? Sao tôi thấy ai cũng lắc đầu không biết tôi nói có dễ hiểu hay không, hay là tại cái vấn đề nó khô khan quá thì quý vị nghe quý vị không chấp nhận được. Tôi không biết sao thì thấy ai cũng quá lắc đầu vậy, ngán quá. Không biết là chút xíu mình đi ra được hay không nữa, ra tới cửa thì thưa đại chúng, và đạt đến một cái tầng cao hơn nữa là cái con người đó họ như suối nước tràn đầy, cái sự thương yêu của họ không có điều kiện, không phải là vì người kia đem tới cho mình có lợi lộc, không phải là vì người kia là cái điều kiện để mình vui. Niềm vui nó là cái gì? Tự phát, nó tôn trào, nó ban tặng. Anh cho người chứ anh không hề đòi người phải trả lại một điều gì, thì đó gọi là tâm thức được nâng lên đến một tầng cao. Và thưa, trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta, ta làm sao mà đi ngang qua những cái điều này để đi lên thì tuyệt vời làm sao. Mà tự thân của mỗi người chúng ta đều có khả năng làm được điều này. Chứ làm được không? Được chứ. Mình đã từng đi ngang qua những cái khó khăn của đời sống tình cảm ban đầu, tâm thức mình đã có lúc nở hoa. Và cái con đường này nếu mà mình biết khai thác, mình biết đi lên, thì rõ ràng là trong cái cuộc sống này mình là cái người rất là hạnh phúc, mình hưởng lãng cuộc đời này không có phí phạm một phút giây nào cả. Mà nếu mình không làm được điều này, mình vẫn còn đứng là trong cái lĩnh vực rất là thấp của một đời người, thì rõ ràng là mình phí phạm cái cuộc sống của mình vô cùng. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều rằng bản chất của con người, tự sinh thể của chúng ta, mỗi người thì mang sẵn cái hạt giống ban đầu là hạt giống của dục để có mặt trong nhân gian. Và người ta có một câu nói không có sai lầm, người ta nói cái vấn đề tu hành nó dành cho hai hạng người thôi. Một là hạng cực thông minh, hai là người cực giàu có. Thưa, tại sao rất thông minh mới tu được ạ? Rất thông minh nghĩa là người có thể nhìn cuộc đời, cảm nhận được, biết được niềm đau nỗi khổ, và biết được cái hướng đi từ họ đó vạch ra thẳng họ đi. Đó là dạng người thông minh. Cực giàu có là gì? Thưa, anh có thể là tỷ phú nhưng mà lòng tham của anh vẫn chưa đầy. Anh vẫn là cái giếng mà người ta đổ nước hoài vẫn không bao giờ đầy, thì anh vẫn còn là người nghèo khó. Nghĩa là cái giàu không phải đánh giá trên cái lĩnh vực vật chất anh có nhiều, tài sản anh tỷ phú, mà cái giàu có đây đánh giá ở trên lĩnh vực tâm hồn anh có giàu có hay không. Anh đã từng
đi vào mọi ngõ ngách của nhân gian. Anh đã từng có gia đình, anh đã từng giàu có, anh đã từng có danh trong xã hội, tất cả những con đường đi ra đấy không đem lại cho anh cái niềm vui và hạnh phúc. Tất cả mọi ngõ anh đều đóng cửa lại. Nghĩa là cái con đường hướng ngoại để tìm cầu hạnh phúc nó không đạt được. Nghĩa là đã đi ngang qua tất cả những cái trải nghiệm của cuộc đời mà không tìm ra cái hạnh phúc, cái khát khao duy nhất bây giờ, đó là anh tìm lại cái hướng khác, quay trở lại chính mình, tìm cái hạnh phúc trong tự thân của mình, tìm trong cái hình hài này, chứ không phải là tìm ở tài sản của cải, vật chất, lợi danh và vật dụng vân vân. Con người đã đi ngang qua như thế là chán hết mọi thứ, người ta gọi đó là người giàu có. Và họ nói, tôi nghĩ cũng không sai lầm lắm. Trở lại vấn đề là cái con đường tu, cái điều cản nhất và đầu tiên nhất là ta hãy biết rằng trong mọi cái hình hài vô thường này, nó mang sẵn một cái mầm quỷ diệt, nó đẩy mình dần dần đến cái chỗ, đến cái hố hư vô. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình nhận ra được cái hình hài vô thường này, cái chiều dài tuổi thọ của nó bị hạn chế vô cùng. Nhưng mà nếu thông minh hơn thì mình lợi dụng cái điều kiện sống hiện tại của một hình hài vô thường này, mình tạo cho đời sống mình trong hiện tại nó có cái phẩm chất của đời sống, nó có cái hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, để làm nền tảng tiền đạo. Đó là cái chiều, cái thứ hai mà chúng ta có thể đi được bằng khả năng nâng cấp cái tri thức, cái hiểu biết của mình, hoặc là bằng cái con đường đi vào là sự thực tập pháp môn của Phật, tự làm cho mình thăng hoa cuộc sống mình. Thưa các vị lưu ý, đó là cái sự sống của chúng ta nó được hình thành bằng vô vàn cái hiện tượng. Nó không phải là đơn giản nó có mặt một cách tình cờ đâu. Một cái điều mà dễ nhận biết, các vị ghi nhận là cái hành tinh này nó không phải tình cờ nó có mặt sự sống. Nếu tôi có việc chia sẻ, nếu nó quay nhanh hơn một chút thì mình cũng không thể sống. Nó quay chậm hơn một chút, cái sự sống trên hành tinh này không có mặt. Tức là chậm hơn thì độ lạnh sẽ tăng cao, độ nóng sẽ nhiều hơn. Cái hành tinh nó quay chậm thì cái độ nóng nó tăng gấp 2 hoặc 3 lần, thì không có một cái sinh vật nào tồn tại. Gần nhất là mặt trăng, mà nếu nó gần mình hơn một chút xíu nữa thôi, thì mỗi một ngày cả một đại địa lục 2 lần, không có sinh vật nào tồn tại. Đó là mình nói đến cái sự sống chung thôi. Huống nữa là cái sự sống của một con người, nó đã trải qua hàng 15 triệu năm mới có mặt. Gần đây nhất thì người ta đánh giá là 3.500 năm về trước, ở cái vùng châu Phi có một loài khỉ. Tự nhiên nó phát triển cái hai chân trước của nó, cái ngón tay cái nó lại phát triển hơi nghịch một chút. Thay vì nó nằm trên một đường thẳng thì nó nằm trên một đường nghiêng như hiện tại ngón tay chúng ta. Cho nên nó đứng dậy bằng hai chân sau, vươn vai đứng dậy, không còn là cái loại bò ngang nữa. Và nó là tổ tiên của loài người cách đây 3.500.000 năm, để cho tới bây giờ loài người có mặt trên hành tinh này là cả một quá trình rất là dài để có mặt con người, chứ không phải đơn giản. Và mình nhìn lại cái hình hài của mình thấy là không phải đơn giản một sớm một chiều mà bố mẹ mình sinh ra mình. Nếu trong bố mình không có ông cố, ông nội thì làm gì có bố mình. Và mình cứ nhân dần cái hạt giống của sự có mặt này, nhiều đời kiếp về trước đã giữ gìn cái tính cách di truyền để có thể có được một cái chủng rất là lành mạnh để sinh ra được con người bình thường như thế này, thì không phải là một sớm một chiều mà có được. Các vị nhớ nhỉ, ngay trong cái hình hài vô thường bọt bèo này, chúng ta thấy đã trải qua 1.000.000 năm rồi, thì không phải dễ để có mặt một cuộc sống, cho nên ta phải rất trân quý nó. Mà trân quý nó cũng nghĩa là trân quý
mọi hiện tượng có mặt xung quanh. Mọi cái sự có mặt xung quanh, từ cọng cỏ, lá rau, hạt gạo, đến cái khăn giấy chùi bụi, là cả một cái công trình của ngàn vạn con người đóng góp, chứ không phải là một người để hình thành. Thưa cái vấn đề cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta có ngàn vạn cái điều kiện tự làm cho mình thăng hoa cuộc sống mình. Mình đi ngang qua những cái ngõ này, từ cái ngõ đời thường của một con người rất là bình thường trong cuộc đời, mình đang cái tình trạng, cái tâm thức mình nó lên càng ngày càng đến một cái chiều kích cao hơn, để nó không phí thọ một đời người. Bằng không thì ta cứ lững đững là ở cái nấc thang rất là thấp của cuộc đời, rất là uổng. Đó là những điều mà chúng ta có thể làm được ngay nơi đây và trong cái hình hài này. Đừng để quá muộn, đừng để ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Khi hơi thở đứt nối, khi sự sống nó mòn mỏi ra đi khỏi hình hài này rồi, mình mới bắt đầu làm cái cuộc đời của người tu rất là chậm.